Rồi, mở đầu video mình thân chào ông bà cô chú anh chị em các bạn các cháu. Sáng sớm ở đây mưa sớm nè. Hiện tại còn đang mưa lâm râm luôn. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Sáng nay mình nấu hoành thánh để cho cả nhà mình ăn sáng. Bây giờ mình bắt cái nồi nước lên nè, mình đi rửa thịt đồ á để chuẩn bị nấu nước dùng. Cái nồi nước này thì mình có để muối, đường, hạt niêm mình cho vô. Rồi bên đây là hành tây với hành tím. Cho vô cho nó thơm nước á. Bây giờ mình đi xuống mình rửa thịt. Sáng trong mưa sớm ngày lục mưa có hé hé nắng. Mình bắt cái nồi nước bên đây riêng để mình trụng xương với thịt đó để cho nấu cái nước lèo của mình ở trong. Trụng xăng qua lại cái vậy là được rồi, giờ mình nhắc ra để mình rửa nước lại á. Cái mình để vô cái nồi nước bên kia mình nấu. Rồi thịt với xương mình trụng qua nước sôi rồi nè. Giờ mình cho vô cái nồi để mình nấu luôn nha. Có miếng xương gà nữa. Này cà heo nè. Cho vô mình nấu luôn. Rồi giờ mình đi gọt củ cải rồi á, thì mình để vô nấu. Nuôi ha mì gì cho chị hai nên để nhiều khi có chị hai xuống cái không có rượu chai cho nên bữa nay mình chuẩn bị trước, chị không xuống thì múc để về. Xin chào ông bà cô chú anh chị em các bạn các cháu. Sáng bữa nay là mưa này cũng nãy giờ cũng dai dẳng dữ à. Thế khoảng gần một tiếng đồng hồ mà nó chưa dứt luôn. Mưa lâm râm. Nãy giờ mình gọt củ cải, củ sắn, cải đỏ, cải trắng nè, xong rồi. Giờ mình cho vô luôn. Nồi nước này ngọt dữ là có xương gà. Gà hỏi mình mua cái mình lại mua đùi gà cái mình rút xương á, cái bể xương lại. Rồi giờ lấy cái xương đó mình nấu nước là nước dùng này nè, nó ngọt. Đây là da hoành thánh. Cái nhân hoành thánh này nè thì mình mua thịt về cái mình rửa sạch sẽ xong cái mình để đường muối hạt niêm rồi vô xong mình với củ hành mình xay cho nó nhuyễn mình để đây rồi mình để vô tủ lạnh ít á để cho nó dẻo dẻo lại đó dễ cối. Bây giờ mình chuẩn bị mình gói nha.
có một miếng lòng trắng trứng á, để cho nó dễ dính hơn. Đây xong, chuẩn bị bắt nước lên để mình luộc. Còn như đây còn lại mình còn bịch mình thấm nữa. Ở đây mình mua 2 bịch lận, nhưng mà làm bịch đi, để chừng nào ăn không thiếu mình ăn còn tiếp. Giờ mình cho đống cơm vô cái nồi chai bên đây luôn. Lặn lội em kiếm gì dữ vậy? Kiếm cái cọc nó đâu mất tiêu rồi. Em mới vớt ra đủ hay gì rồi mà? Có, nó đứa miếng, nó hai trái mà. Vậy hả? Eo lại còn xíu. Vậy là còn miếng nữa. Bắt nước lên sôi rồi nè, giờ mình cho hành thấm cho mình luộc. Giờ nước đã sôi trở lại rồi nè, cái hành thấm của mình nó đã nổi lên. Vậy là nó đã chín rồi đó, giờ mình vớt ra. Nó nổi ra hết rồi nè. Đưa qua thau nước mình rửa lại cái. Xíu dầu ăn vô để cho nó đừng có dính. Cho một chút dầu tỏi phi của mình còn lại nè, cho lên miếng nó thơm thơm. Giờ bắt cắm nước trên đây nấu nước uống, giờ đi ra vườn hái mớ bắp vô nấu ăn luôn. Mưa nãy giờ ở ngoài vườn mình còn bị nước luôn nè, lủng chủng. Khúc này nó bị thấp á, nước nó còn nhiều, nó ngập quá, nó bị bắp nó không tốt.
cá nhỏ nhỏ con cua với chè Vinh. Bắp đợt này có hột hạt gì không luôn. Em chưa thử luôn hả? Chưa đâu. Tại vừa rồi á, nó bị sâu trên cái đọt á. Nó cái cờ bắp này nó ra ấy quá, để coi coi, chắc không có hột nhiều đâu. À, vậy mà cũng hột điều gan rồi nha. Có, cũng được. Rồi lá cách non nhóc hết trơn. Đây đây lá cách non nè. Này lát nó nhổ dẫn ra nhổ mấy cái cây bắp còn thảy qua bên có con bò ở bên kia cho nó ăn được. Mê bắp lắm. Nói được như đây hình như là còn một mớ trái nữa mà nó còn thấy nó còn non quá, thôi để hai đợt nữa đi. Ra đọt non quá chừng luôn. Ừ. Ra đọt non đợt này có cho trái. Đậu đũa kìa, tiếp tục ra nữa kìa. Ừ. Còn hột kìa, nhưng mà chừng bé một á, mai mốt á trồng vô chậu để chuẩn bị Tết á. Ừ. Cái đó thấy đẹp á, em có lý á. À, còn cái chỗ đất trồng bắp này mình để trồng rau đi. Trong cái nồi này mình để lá dứa vô rồi nè, nấu cho nó thơm. Cái lát mình để miếng muối, chút đường nữa cho nó đậm đà cái bắp á. Cái bắp thì nó cũng có ngọt, cái vị ngọt rồi, nhưng mà mình dằn thêm miếng nữa cho nó đậm đà. Mưa không còn cái gì hết trơn, trời. Nắng quá là mưa quá thì cũng nói sao cho vừa lòng nữa. Hôm nay công nhận mưa dai dẳng thiệt, mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn còn mưa lâm râm nè. Rồi bắt tới đâu rồi? Ồ, chín rồi nè, bắp đã chín mà mưa chưa tạnh. Ừ. Để em nhắc nha. Cho cái nồi súp này qua tiếp. Trung với Tiền xuống tới rồi. Út Đạt tới rồi. Bông đẹp dữ trời. Ừ.
cái bông tử đâu ở Đà Lạt không à, bông cẩm tú cầu á. Mềm nữa hai ba chồng. Làm cho nó nóng ha, lúc đó hãy làm cho nó nóng. Con hoành thánh không à? Rồi, vậy lấy okay, khác hoành thánh cho nó. Con hoành thánh mì với mẹ. Rồi, con hoành thánh mì đây hết. Còn thánh với mì, còn tiếng là hoành thánh không. Còn con là hoành thánh với mì với hệt. Còn hai nó có hệt. Hoành thánh không. Hoành thánh không cho nó mấy cục kìa. Hoành thánh không nó nhiều nhiều đã đi. Ừ, thì giờ nó ăn thêm đó thì đi thêm thôi. Rồi, rồi. Đó đem ra sao luôn đi, đó đem ra sao cho nó luôn đi. Chụm thôi luôn. Có gì ăn được luôn á. Chưa. Nó cũng vào. Ồ nước sâu quá trời à. Rồi, có cái đồ gấp. Một cái muỗng cà phê luôn bé Nhi ơi. Dạ. Cái muỗng cà phê con. Đây đây. Phi, tỏi phi. Ủa? Cái tô này chưa có mì. Là tô đó hoàn thánh xong của 1 tiếng. Đây 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 đây, 1 tiếng nè. Dạ tô này không có chưa có mì. Ừ. Đây, cái này là dạ, này cái đó là tổ phi. Lấy đi rồi chị cho hành phi cho. Một thịt đầy ngon nè. Chị có gì hả bỏ hành phi chị. Ừ đúng rồi đó. Ở đây. Thịt đó bật thìa ha. Như cơm. Rồi xong rồi nè các bạn ơi. Tiêu. Có tiêu chưa? Rồi tiêu hồi ăn bỏ vô đi. Không. Con nào hoàn thánh không có 1 tiếng. Nào hoàn thánh không nè, cái con này hoàn thánh không nha. 1 cú tiếng. Đây gõ đầu lên ngồi ăn đi các bạn ơi. Cho miếng tỏi vô đó. Ủa tỏi riêng hành gì các bạn? Hành tỏi luôn cho nó thơm nó ngon. Nè Tiến ơi của con nè. Tiến qua bưng kìa Tiến. Năm. Thêm miếng nước nữa không? Thôi được rồi, để coi. Ở nó có hành phi rồi. Đây. Ủa đã ơi, báo tin vui nữa nè. Cây mít có một cái cùi ra thấy bự bự á. Là hy vọng có đậu con trái nữa Út Đà ơi. Sắp sửa là có mít ăn, sắp tới là có mít ăn đúng không? Ừ. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn mì Hoành Thánh nha. Mời cả nhà ăn mì Hoành Thánh. Mời cả nhà ăn chưa gia đình mình nha. Rồi ba chung mời cô chú anh chị các bạn ăn Hoành Thánh gia đình của năm nha. Dạ con mời ông bà con chú dùng với đình con. Dạ con mời ông bà con chú dùng với đình con. Rồi em đi cái này. Xương hầm miệng chứ xương ống. Cay cay mới ngon. Thử lại ha. Làm này năm nấu cho mẹ con cái nồi chay. Dạ. Múc lên kìa. Cho mẹ với ngoại. Đem miếng bánh thánh về cho gạo không? Ngọt. Cũng hai nãy điện. Ừ. Tên miếng bánh thánh cho cái gạo. Cật lắc ở trong cái trắng trắng vỏ. Cũng không thôi. Đó là lắc không chỉ hồi đó. Ừ.
lắc hết mấy cái đường chỉ trắng đó. Bởi như tính để luôn không? Để luôn cho bị hồi. Anh ăn luôn. Vô liền. Còn một bịch dao hoành thánh với nhưng còn luôn á. Tại tại nãy sợ làm người cái ăn không hết. Nên là nó đồng hết còn á. Thiếu là vô nắng chút xíu. Cái này thịt năm bầm hả? Sai á, cối sai á. Sai tại nhà. Như ăn xong chịu đi học á nha. Bỏ chiều gì dữ hả? Dạ. Thì chuyến này nó lâu mới lên rồi. Đợi có nghỉ lễ hay là nghỉ mới có lên. Chắc cũng hết lễ rồi. Nghỉ lễ giờ hạn đó, cái nghỉ lễ bữa cũng không về được. Thứ bảy cũng đi học không con? Dạ. Tết tết rồi. Ăn bố mình kéo xuống nhà Vinh thăm nó đi. Cũng với câu cá đồ luôn. Ê đi xuống cái nhà cũ á, cái nhà vẫn còn. Còn để trống à? Ừ, ăn xuống lấy mình trâu. Chúng nhà cổ nằm thứ khách trên tồn. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ nhà đúng thành nhà quen. Chuyến trước đường như vậy dưới đó. Cái tụi chạy xuống dưới tôi nữa coi nó sao. Xuống đậu một chút cửa nhà. Trời ơi, đứng nó bùi ngùi gì đâu. Ở biết con đâu còn ở. Vậy kia thí dụ như người ta dỡ nhà luôn hết đi đúng không? Tống chạy nhìn lạ lắm á. Ừ, thì mình nhìn không, dạ, không thấy gì nhà. Con này còn nguyên đó, thấy con đúng nguyên rồi. Đó đậu trước nó như là tới nhà rồi mình. Hai mẹ con đứng dậm hồi đi. Ở hơn chục năm rồi. 13 năm. Không, Mận Như còn học đi dưới còn trở lên dưới xuống chứ nếu Mận Như không còn học cái khỏi xuống luôn. Đúng rồi. Như 2 năm nữa, năm nay đang vô 11 hả? Dạ. 2 năm nữa. Lẽ mới học. Nếu mới gì dưới, Như nó mới 3 tuổi, nó vô mẫu giáo lớp mầm. Tiếng mới 4 tháng. Chú nó còn xíu. Xuống đứng chỗ đám đông chụp đó. Ừ, tụi con rồi xuống xíu nữa. Nhân nữa. Chuyện máy vô rồi ăn luôn anh Năm ơi. À rồi. Năm nay mình không có như mỗi năm, không có đi biển Bà Động nữa. Ừ. Hè cái rồi đi biển. Ê nhớ hè trên này kéo xuống đi Bà Động, cứ kéo xuống đi Bà Động. Giờ hết đi Bà Động rồi. Giờ đi Vũng Tàu. Có, giờ đi ba má, năm về. Ngày này tính ra cũng chưa cho tụi nhỏ đi đâu được gì đâu. Bữa nó đi Sài Gòn đi gì đó. Đi Đầm Sen vậy cũng đâu đi đâu. Nhà cửa luôn luôn mua cái thôi. Giờ vô học luôn rồi. Nó học luôn. Năm nay mà không đi là năm sau đi nhiều khó đi lắm. Sao nó lớp 12 rồi. Ừ. Đợi nào có việc mình nghỉ 2-3 ngày đó. Làm chuyến biển đi. Ừ. Cho cổ lấy xe điện. Ừ. Chung nữa không? Biển tắm biển Vũng Tàu. Như những tiếng đi Vũng Tàu được mấy lần rồi? Chưa. Nào. Trời ơi, chưa đi luôn. Từ đó giờ tao cũng đi một lần duy nhất, chưa lâu lắm rồi. Quá tiếc. Đi đâu con ơi? Nãy nhìn cần đồ rồi phải không? Ăn xong đi. Đi về Vũng Tàu. Đợi hướng ha, đợi hướng ha. Chưa bao giờ mới này đi đâu. Đi mới tới thành phố chứ là. Chưa có đi xa hơn nữa. Trời ơi, mấy cái lần không được. Nó đi Vũng Tàu nữa là ngay đợt học không à. Không cho đi. Hai đứa này lên 6 lần nào chưa? Đợt có rồi. Có lên lần. Lên hồi nào. Hồi nào nghỉ.
lâu Mỹ à, không lẽ đợt đó con mướn xe con chạy ra. Trời ơi, mày chạy quýu quá kìa. Đợt đó mới lấy bằng rồi nhưng mà đâu có chạy đâu. Kẹt chậu rồi chứ. Kẹt pa, kẹt pa. Ờ kẹt. Kẹt pa. Rồi con còn nhớ kẹt xe phía trước nó làm cái gì. Đúng rồi, nó cản đường. Nó lại đứng đậu hả? Chứ xong mình tưởng rồi. Lấy bằng rồi 2 năm không có chạy. Lấy bằng rồi xe đâu chạy rồi xong rồi cái 2 năm sau mới mướn xe chạy chạy làm đầu tiên. Xe lên quá trời còn xe mình cứ đậu hoài á. Đã ơi, hàng chị năm quýu quá trời. Hai năm rồi chưa chạy hả? Thấy trước đó là mình có chạy rồi, 2 năm sau mình mới chạy lại thì vẫn bình thường. Ừ. Trước đó đâu có chạy, chỉ là học thôi ha. Học ra thôi. Dạ, ấn tượng ha. Vậy mà lúc đó nó đâu nói, đâu biết đây đi phà. Nếu nói vậy giờ nó mới nói. Chị nói sao anh nhắm đi. Giờ mới nói đó. Vậy mà cũng chạy qua tới Long Xuyên, qua phà, qua đò chứ không? Chuyện giờ mới kể hả? Ừ. Đợt đó chỉ có 8 người ta. Không. Cái đợt nào mà chồng xuống phà, anh Tám coi cho chồng ghe. Không nhớ hả? Cái đợt đồng là chồng chạy mà anh Tám coi cho chồng ghe đó. Có. Đợt đó có Ngọc nữa. Vậy là không phải đi chung đợt 7 người đi dài có thằng chung không? Không nhớ. Để có má hai có con, em con Tiền chị nhỏ có hai nhỏ giờ nhiêu đó đủ đúng má ừ. Lúc về đi về đường Cần Thơ ừ. À cái đường mà lúc mà về Cần Thơ hả ừ. Đường hơi ra miền Trung bây giờ rất đẹp mà về đường Thơ sao. Rồi báo cáo mình đã hết tô rồi nha. Ừ. Thêm Út Đạt ơi, còn nhóc kìa Út Đạt. Rồi, đúng rồi. Thơm ngon tới giờ cuối cùng. Hãy chèn thêm 2 giá gửi. Vậy là Út Đạt ơi, no chưa? Trời ơi, bao no luôn. Như, thôi vậy ngồi đó lắc qua lắc lại đi, biết sao còn nồi bắp nữa. Bữa nay thu hoạch bắp rồi. Bắp thiếu gì không? Bắp bố là mặt em quá trời, không biết gì hết trơn. Cho bắp nhà chồng rồi. Để cho con trẻ nhỏ đi. Mẹ nhất trẻ mẹ. Thôi chứ. Ủa năm chồng bắp này là bắp gì? Non. Bắp nếp. Bắp nếp gì là nó bị thiếu chất dinh dưỡng à. Tính tao trẻ nhỏ non ha, ai đâu một cái hộp đó nè. Cái nó bị ngập nước. Tại vì mình nè thấy không cũng nhiều này chứ. Nhiều ghen hả? Muốn ta xin tú. Tiếc. Nè. Ăn đừng nghe luôn cái cùi nha. Cái này non rồi. Nó là có vỏ. Ừ, non nè, như chiên xong hả? À, em lột cái này đi không đều ghê ha. Ừ, đều, non nè. Cho em xin một cái nhỏ. Ừ, có đây. Đây là nhiều tới rồi. Ừ. Nhưng mà ăn no thôi. Ăn còn cái nhỏ vô nhiều. Ngon ghê. Ăn cái mắm nữa ngon. Ừ. Nó dài, dẻo mới ngon. Ngoại á. Nó đều. Ngoại bóp cứng. Ngoại bóp cứng, dẻo. Ừ. Bắp chét là sao ta? Nấu quá cái này gần chét à. Cái này nấu nửa chét thì đó. Rồi nó bị bể cái hột ra. À. Nó nhão nhẹt. Bắp nó già rồi cái nấu lâu. Già yeah, nấu lâu. Nứt á. Nứt kìa. Bữa khoái trồng bắp nhà ăn vậy á. Nó nhỏ mà không đã. Ừ. Nó ngọt. Nhỏ mà có vỏ. Vỏ nè. Chứ lại mình luộc nè đúng không? Bắp đồng có vỏ không? Ăn cho bắp rồi. Nhỏ thì ăn ngon. Ngon. Chứ mua trái này trên đây bự quá, ăn hết chứ. Ăn lột rồi 5 trái, 5 chảy miếng. Rồi rồi, chút xíu tới liền. Trái đó đều ra. Ừ, cũng đều không? Đều gan rồi. Rồi, cho 5. Rồi, cảm ơn. Ngon. Ừ, mềm xèo luôn. Ngon. Ngon. Này tính ra là uống cùi bắp kia nó nhảy luôn cùi rồi ăn luôn cùi nó không hay bắp kia ăn cùi không có được bắp này không được cái này nó ngọt lắm bên cái vỏ nồi em thảy trong bọt cái bên hông á mê dữ à đó nhà coi chuyên gia nhổ mấy cây để thảy cho nó ăn cùi với cái vỏ là mê cái ăn này bữa nào mượn cái đồ chứ
Chứ không phải xin miếng thịt đâu. Cái đuôi cũng được. Nó chặt cái đuôi cho mau lớn nha. Ngày bữa nó mọc đuôi mới. Thằng lằn vậy đó. Cái non này chung. Trái thì no, quốc tô này thấy no à. Nghe ngần. Đúng rồi. Để thôi, no quá. Cái này no mà. Thôi, căng cái bụng rồi. Trời, con cái này non quá, nó không có hột. Đó, một xíu là tốt rồi đấy. Ừ, cái này do nãy sớm. Thế là nhớ hồng răng một tiếng nhỏ à. Cái nuôi á thì về ăn nhiêu luộc đi, cho nên năm chưa có luộc nha. Dạ, nuôi á. Ừ, cho ngoại với mẹ con trai nè. Dạ. Má này lên. Con này á là con bé gạo nè. Có Hoàng Thánh con bị luôn nha, có giá thì bị luôn nha. Đây. Nước súp của nó nè, rồi bắp. Bắp cho ngoại với mẹ. Dạ. Ủa, nước súp gì đâu, nước súp này hả? Nước súp này, nước súp của bé gạo. Còn súp kia là súp chai. Có thịt, cái nước súp có thịt, cái nước súp không thịt. Ba Trung ơi, biết sao có hoài vậy không? Là bởi vì cảm ơn ba Trung là khách mời. Khách mời. Có không Như mới về đều đều mới được. Như ơi, về đều đều Như. Ở đâu mới về à? Rồi về năm ơi, về năm ơi. Rồi rồi, cảm ơn con nha. Rồi tiếp tục cảm ơn luôn. Rồi khách mời này thì mời bánh mía luôn. Tiền ơi, cảm ơn hai cưng nhiều nha. Dạ. Em về năm ơi, em về cho năm ơi được không? Dạ. Nào làm nghỉ nhiều về chơi tiếp. Rồi, rồi cái bài cái Dương. Bài. Rồi cái bài xin chào các bạn, các bạn luôn. Rồi. Cẩn thận nha. Dạ. Mời em bé lắm mà, em về năm ơi. Rồi con về khỏe. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn hết, bye bye. Rồi hôm nay á, thì có nhân con chị ba ở trên Sài Gòn về chơi, rồi ghé mình chơi luôn. Bóp lại cái vậy là xong rồi đó. Ủa sao không bóp vô luôn, dán này chi nè. Dán miếng trứng á, trên dòng trắng trứng á, cho nó dính á. Thấy chẳng là nó dán mà. Nó không dán thì nó dễ bung ra, còn dán thì nó dính thôi. Con ăn của chú nhỏ nó không có dán luôn. Nó chỉ nhồi vô thôi. Nhồi vô, nó không xếp, nó nhồi vô cái bọc. Nhân nhân hồi tối con về tới đây mấy giờ nha? 4 mấy, 4 giờ. 4 giờ. 3 mấy 4 giờ. Con đi hồi mấy giờ? 1 giờ. Mưa đứng đợi mưa. Cái này mà mưa lắm hả? Trời mưa lớn. Mưa xong rồi tụi con đi xong rồi ngừng lại nước xong nó nhỏ hết cái đi xong hết. Mưa xong mưa tiếp. Giấc khuya dữ vậy. Dạ. Mà con không đi chợt giờ đi chợt xong rồi mới về đây đúng không? Dạ. Còn hậu qua ban ngày á ở đây gần như mưa muốn suốt luôn chứ. Rồi, hai con ăn tự nhiên nha. Dạ, mày cậu mà ăn. Rồi, con ăn đi. Nhưng mà con với Nhân về mưa nên là mệt người ngủ tới chân. Ừ, điện thoại nãy nghe giọng. Đi đường xa, phải không? Đi đường xa đắm đuối. Nắng á. Ừ. Hôm bữa về là còn Nhân nghỉ. Bây giờ thì Nhân không nghỉ. Hôm qua lẽ về có 2 tiếng mấy. Con chạy 1 giờ lên, 1 giờ con chạy về, 1 giờ 10, 15 là con tới trong hành Tiền Giang. Ừ. Qua khúc Mỹ Tho rồi. Ừ. Qua tới Mỹ Tho luôn rồi đó. Cái bị mưa ở lại. Dạ. Đúng rồi. Đâu có, xong rồi về gần tới đây luôn à. Mưa. Qua cầu Mỹ Thuận cách 4-5 cây á. Ừ. Mưa. Mà qua Vĩnh Long à? Dạ. Là qua Vĩnh Long rồi. Không. Chưa tới Mỹ Thuận. Chưa tới Mỹ Thuận á. Ừ. Như bảo hay gì không bá bảo không? Dạ có. Em nói đây coi bảo có về không, chi nó kèo cho ba. Hai chị ba không về nhưng mà mẹ không về không? Không ai đỡ về. Hồi nãy em mới điện thoại hỏi chị về không? Nó không, nó về.
nói để nào tiệc tùng tôi mới về, nó chở nhà mình về ngày nào cũng tiệc chứ. Là cho dữ rồi ngại đói miệng đó bằng miệng á đó bằng mắt là cho dữ làm tôi làm lính bính tôi làm Ngân ơi. Sao Hoành Thánh cầu đó con ăn nhiều vô sao mới nãy Dượng Năm nói bao luôn á, bao bụng á, là ăn đó gì không no không về mà nghe không. Mẹ thấy đi xe đò được đỡ sức khỏi cần chở gì, ta leo lên ta đi khỏe khỏi mưa nắng gì chân mà sao đi xe xe thì đó khổ cái nỗi vậy đó, không hiểu sao mà bánh nhát nó nói đi đại đi, bây giờ mình ói xong rồi đó gì Năm ói lên bờ xuống ruộng nữa chứ con cũng đi vậy á, cũng kiểu như xe xe nhưng mà cũng đi chơi đi mỗi lần trước đi châu đốc này kia lên chợ là lấy cái chai dầu sức lên nó mũi xong rồi lên chợ là nằm ngủ tới chỗ bãi rồi uống thuốc rồi dán rồi đó hai vài năm uống xong rồi tới dán rồi đem bọc rồi cái lá bưởi nữa rồi nói chung là tùm lum ta lả chừng á, nhưng mà đi giết từ từ cái nó quen cái ghế mới đầu hồi đó người ta kêu đi chụp hình đi cứu dâu mà xa đi xe đò đâu đi xe lớn đâu dám đi rồi cái từ cơm áo gạo tiền nó huấn luyện. Còn con là cỡ nào con cũng khó chịu mùi, mỗi lần anh chạy xe ngang giật ngang cái mùi của xe bus hay này kia cũng có chịu đúng rồi dạ. Nhiều năm đi xuống mà đi ngang qua mà xe nó ghé lại đi khuất ngang nghe mùi cũng mệt rồi đó rồi nhất là giống như mình bị tâm lý luôn á, rồi gần tới cái giờ mình đi phải không cái nó hồi hộp nghe nó thấy sợ vậy đó, nhưng mà giờ nhất là cái bình thường lại. Còn mình đi xe hơi nhẹ thì mình nó không có bị xe mẹ cứ mỗi lần ối nó sợ giết không có đi chứ giờ đi xe đầu rồi đi xe đó nhìn thấy khỏe hơn là đi xe Honda nha. Đúng rồi. Nên nó hả muốn ngủ làm gì làm, còn xe Honda mình phải tập trung lái rồi này nọ. Xe đò giờ con tiếng rồi nhiều xe nó nằm ở chỗ nó tư vi nên nó nằm xíu cũng chết. Rồi về khỏe hết nha. Rồi bye bye. Dạ thưa cha mới xuống. Tôi đi Vĩnh Long, tôi về đi với này tôi về. Dạ Tiến đi học mới về chơi. Dạ. Đưa đi, đưa ai đưa? Đi dạ. Ai đưa con? Dạ mẹ con đưa con. Kêu không có chạy xe à? Dạ. Ai đưa? Cha ăn bánh tráng cha. Dạ con mời cha uống nước. Cái trà này là cái trà artiso mà nó có gói có bịch sẵn hả cha? Ừ. Dạ. Rồi có mấy bữa trước á thì vợ con có chăm cái dạng artiso nhưng mà nó ở trong bịch là lá cái mình nấu lên. Hai loại luôn. Xoa cho ba chứ. Nè, gói này không? Bởi vì đó ta đi ngoài từ giờ không thấy bắp á là hôm qua cái vụ đi cũng có chắc hết đợt luôn nha. Ở gì cái chỗ mà gần chạy giang khúc cái gì khúc chùa đường qua chùa chút xíu qua đường đó
nhưng mà có bữa nào có mới để ra để trước vô nó lỗ cái chân nó không bán gần có vậy là mình ăn có đó mà thấy ngon bắp giống có từ tẹo hả anh dạ giống bắp này hả con mua hột xuống ngoài chợ á để còn mớ hột nữa kìa con mới để vô chậu chồng chậu chồng tết chồng bắp tết năm rồi con chồng trái nào trái đấy bự đúng ba bự lắm để trước cửa nhà chân luôn á cha. Này đợt này nó bị ấy nè nó bị ngập nước cho nên nó nhỏ xíu à. Nhiều. Cái này già rồi. Nè anh ơi. Nó một cứng. Chứ là không cho ông chồng thì đương chán là cái nó bự dài hơn cái gan. Tháng. Bữa trước cũng mưa quá trời luôn. Cái này mưa quá. Tháng 7 mưa ngâu. Ừ, đúng bài ca luôn. Mưa quá rào cải còn chết chưa. Cải cũ nó lên ăn rồi được rồi. Tiêu trên túi. Tháng này. Tháng mưa nước ngập. Để chiều ra nhổ mấy cây bắp mà cỏ rồi trồng rồi. Tôi cả cắm với cậu của Đà Lạt á. Kêu quần hả? Bữa mua trong siêu thị á. Kêu bông gì hả? Gió. Nguyên cái chùm đẹp kìa. Nó bán 80 ngàn mà bữa sale 70 ngàn. Nhưng hôm nay cũng mấy ngày rồi. Tại em thấy mua bông cúng á. Cũng có 40-45 ngàn. Em mua cái này chừng như lâu. Rồi xong cái mốt tàn á, cắt cái bông ra cái chồng. Nó chồng nó giống. Ra tự cho là tầm tùm lum. Bữa hổm nghe chỗ em mua á là cái bông này là kiểu như bự nhất chưa? Chưa, còn nó lớn nữa. Vậy hả? Bữa lớn hơn nữa, trăm mấy á. Có thấy ngán tiền không mua loại này. Trời ơi, còn lớn nữa hả? Trời ơi, cái bông này đã thấy bự chà bá rồi, cái bông kia chắc đã nữa hả? Ừ. Trái bắp của cha đang ăn mềm không cha? Hơi cứng. Hơi cứng. Con mềm cứng. Con cái loại này là dạ. Nhỏ trái không phải là bự. Vậy ha cha. Thì giống. Nhỏ nhỏ mở hộp. Dạ, cha về khỏe. Nãy giờ vợ mình ra ngoài vườn là bữa nay em ruộng mấy cây bắp ha. Ừ. Còn mới trái nữa luôn. Nãy giờ vợ mình bẻ bắp được nhiêu đây nè. Mùa mưa này á, cỏ đồ ha, nó mọc nhanh quá ha. Nó dọn nhổ cây luôn cho rồi, nấu được nào luôn. Ừ. Ngon gà gì không hết. Lấy cho hai bỉ lên, cao miếng miếng trên. Ừ. Cái trái còn non quá, chắc chưa có hột, không hột đẹp luôn. Đỏ luôn được. Tốt chuẩn bị cho ra bông được. Ừ. Thấy không? À. Ồ, nãy giờ em làm cỏ sạch sẽ đằng kia luôn hả? Tới đây luôn hả? Nhổ cái đám củ cải hư này nè. Ừ, uổng quá ha, có củ rồi mà bị mưa hư luôn. Bên đây xong. Bắp cải này đang cuốn bắp nè.
hy vọng nha, hy vọng cái bắp cải này ngon nè. Gãy hột xuống rồi, đẹp cho ba cái cho cháu mụn dừa rồi vô đây nè. Bây giờ em gãy lên một lớp rơm nữa. Lớp rơm nó cũng ra. Lớp rơm này á là để cho nó giữ cái độ ẩm á. Cho nó trời mà có nắng nóng quá nó có giữ độ ẩm nước của mát cái đất á cho nó dễ lên mầm cây á. Clip bên đây á, em gieo rau muống, còn clip bên đó em tính gieo hạt gì? Gieo rau dền. Gieo rồi nè. Giờ gãi cho cháu rồi lên. Phủ lên lớp. Rồi xong rồi gãi gom lên. Đúng rồi. Gãi gom lên xong tưới nước là xong. Ừ. Dạ thưa chị hai. Đóng cửa sớm vậy ta. Đóng cửa sớm. Đi đâu đóng cửa rồi. Từ đầu năm như năm 2008. Hả? Ở đây đóng cửa rồi, ông Trung thôi đâu có phá cửa ngoài đâu. Chỉ là ở trong nhà. Dạ, chính xác rồi bà Trung ơi. Dạ. Chứ không gọt tại vì cũng sợ nó chất bảo quản rồi này nọ. Phải nhúng miếng nước muối vô nó mặn mặn. Cái nữa là nó sẽ không bị đen cái vỏ, cái để lâu không đen á. Mình gọt mình ăn liền. Mấy trái nhỏ nhỏ này chứ ngon. Mấy giờ mấy? Ừ. Nằm một shop mình nghe kêu nó chạy giờ này ta chưa tắm nữa mày. Được rồi. Năm chắc đi ra tắm chơi thì rồi. Cái chúng nó cửa ngoài đâu có khóa đâu. Rồi để trong nhà. Bữa hôm cũng hai chồng không nó ghé đây nè, cũng kêu cửa tối. Trời sao biết đường kiếm hay vậy, nó còn đi ra 4 lần rồi đó, còn mới đi kiếm vậy cha. Đi ra 4 lần rồi nó đi qua đi lại chạy qua chạy lại nó kiếm tại linh bản vô rồi nó đâu có thấy. Đặt cái đèn nó không thấy. Đất này dẻo này chứ. Hết luôn em hái, em chặt cho hết luôn, dọn dễ cây rồi em trồng rau rồi đó. Chặt bỏ hết rồi hả? Chặt hết rồi. Tính ra hồi lúc mới về là em trồng tới giờ mới có ăn nó gần 3 tháng. Mấy tháng chưa ạ? 3 tháng. Thưởng thức bắp đi chung, còn... tính lên trồng như trồng lúa đó cái này. Không mà cái nhỏ không? Không mà cái bự không? Người ta trồng á, người ta có phân thuốc là người ta đông như của mình rồi 3 tháng bây giờ. Gần 2 tháng là người ta thu hoạch rồi. Nước kép nó bị già, cái bắp già còn kép mà ngoại thích ăn bắp gì nè. Ngoại khoái. Ngoại khoái mấy cái bắp mà nấu thì nó nở nở ra. Còn khoái ăn Tiến ơi, gan này con. Ngoại nó ăn vậy nó dẻo. Má thì ngoại khoái nè. Là nói là mua bán á, nó non rồi. Trời ơi, cái bắp hầm đó nó non quá non. Nên nó cái bắp chặt hầm hết. Ờ con, ăn được không? Trời, nhóc gái luôn hay. Hái hết luôn rồi, để hái hết luộc luộc hết trơn luôn rồi, đậu sáng hết rồi. Mới hái vô ăn ngọt á. Ừ, hái vô luộc trời chấm nước thịt kho tiêu. Chị hai. Nó ngon. Cái đậu đũa đó nó vô đỡ bắt đầu mê rồi đó. Ừ, hôm nay là có trái là gai ăn rồi đó. Nhánh một chùm nó 4 trái, 3 trái, 2 trái chứ không có 1 trái luôn nha. 4 3. Vậy mới mê đợt này á vợ chồng em được cái mấy dây đậu đũa. Trái mê. Còn bữa hổm Út Đạt á cái dây bí đao á, trời ơi mê thiệt luôn á, khủng luôn. Trái sai thì cứ mặn nó dai nó lâu. Dạ. Dạ quá nhiều luôn. Tới phơi khô luôn mẹ. Còn phơi khô nữa. Trời ơi, cái dây bí đó công nhận đúng mê luôn á. Chắc nó chạy bí đao á. Vậy à. Dạ. Bánh tráng Mỹ Lồng. Mỹ Lồng, bánh phồng xa đét. Ừ, văn thơ rồi ha. Bánh tráng chặt khuôn. Ờ đúng rồi. Ba Trường đối đáp hay ha, ba Trường. Đúng bài luôn. Hôm hổm có con cô đó ở nước ngoài đó, cũng nhờ em mua gửi vào bản giùm á, nhưng mà này hả? Ừ, mà điều có cái là gửi đi tiền phí mắc quá, một tí tới 400 ngàn tiền nghĩ ít 300
310, nhưng mà phải gửi từ 25kg không có giá đó. Tuần lễ tới gửi mắc quá. Cái gửi vô thùng như vậy á chị hai là rẻ rồi đó, còn nếu mà chị mà gửi qua đường bưu điện nha, mắc khủng khiếp luôn á. Dạ, bưu điện kỳ đó em có đi gửi thử gì hỏi á, đi hỏi tính gửi á, gửi cho người bạn cuốn sách để bấm nguyệt á, trời ơi cần ký mắc quá. Rồi xong cái người bạn mới gửi đi theo đường thùng này nè, gọi cái mắc đúng rồi, mắc tiền hơn như mua cuốn sách đó chị hai. Gửi đi 25kg nó đóng vô cái thùng mốt cho hai đi, là cái thùng đó chị tính, chị cân, chị tính tiền luôn đó, chứ không phải là trừ cái thùng ra cho hai đâu, tính hết trơn vậy, tính luôn cái thùng á, cái thùng cái gần cái ký lô rồi. Chị hai bóp đợt này hái đợt cuối rồi đó, mắc cười lắm. Có mấy có trái nó có 5 hộp à. Một đống vậy nè. Mà tưởng nghiện đống chứ không có nhiều hộp. Chỉ có 5 hộp à. Dạ có trái nó nhỏ nhưng mà cái hạt nó đều quá ngon lắm. Còn có mấy trái mắc cười lắm mà chung. Có 5 6 hộp. Có vài trái vậy nè. Cũng có hộp đó mà cũng vô còn về một cũng hộp nữa. Cười gì đâu. Vậy đó mà. Rồi. Chị hai giờ khỏe, ba chung giờ khỏe. À, rồi chị về, bye nha. Dạ, dạ. Ủa nó lòi gái nhỉ chung. Đó, tay gà, tới gà thắng á. Ờ, vậy ha. Nó có nhủi á, gà lại, gà hắn trước á. Hay vậy? Được. Chứ không có bị... Ừ. Rồi. Sáng có gì năm về đi với con là sáng 6 giờ đi nha. 6 giờ đi. Con tới bỏ chứ cũng... 7 giờ. Vô bắt số rồi. Chung đi, đặng nó khám luôn á, mũi nó đó. Khám luôn mũi. Nó bị gì, mũi dị ứng á. Quá xịn thôi là 4-5 cái vậy á. Vợ mình thì đi khám lỗ tai hôm nay bớt nhiều rồi. Bớt nhiều. Đỡ nhiều không đâu? Nó nhẹ, nó hết bớt hùng bùng phải không? Nghe được rồi. Nghe cũng mừng rồi. Nhân mày chữ rồi, bộ mày chữ rồi coi nó nghe không nhân. Dạ. Kiểm tra hả chị ai? Bộ chữ nó nghe rồi. Dạ dạ. Ôi, em ơi, năm giờ chạy chạy dẫn rồi đi. Ừ. Rồi. Sáng năm giờ. Rồi. Đi sớm đi là tay muốn hỏng khám. Đúng rồi, tay muốn hỏng khám người sớm đó. Dạ dạ. Ít người chứ không đông như cái mấy bệnh kia. Dạ. Sáng nay mưa rồi. Thôi lần ta đi lên thành phố khám vậy. Đi đâu rồi? Bye bye.